Bây giờ cô trò mình cùng nhau vào bài tập số 1 nào. Cô Ngọc Lan mời các con cùng đọc bài tập số 1, rút gọn các phân số sau. Cô có phân số thứ nhất 121.212 trên 363.636. Phần thứ hai B 1996 1996 1996 trên 1497 1497 1497. Phần C 1818 1818 trên 8181 8181. Phần D 1651 65 trên 1431 43. Đây là những phân số mà cô trò chúng mình cùng nhau rút gọn. Và các con thấy, nhìn thấy phân số này, bình thường các khi các con học cơ bản ấy thì những cái phân số mà đưa về rút gọn thì các con chỉ cần nhìn kỹ tử số và mẫu số thì các con sẽ thấy là nó sẽ chia hết cho những số nào. Chúng mình sẽ dễ dàng để tìm ra. Nhưng với những bài như thế này thì chúng mình đều có những cách làm nhanh chóng. Và chúng mình làm như thế nào? Cô Ngọc Lan mời các con vào giải phần A đã nhé. Cách mà dễ nhất đối với cô hướng dẫn các con chính là ta chuyển cái số của chúng mình tạo thành các tích của các thừa số. Và sau đó thì chúng mình sẽ triệt tiêu các thừa số giống nhau của cả tử và mẫu thì chúng mình sẽ tìm được kết quả. Và ở đây cô sẽ có là 121.212 trên 363.636 thì chúng mình tách như thế nào? Các con sẽ thấy này. Ở đây các con thấy số 12 lặp đi lặp lại nhiều lần đúng không nào? Vậy cô sẽ tách thành 12 nhân với 10101. Và tại sao cô lại có kết quả như thế? Và ở dưới thì cô tách thành 12 nhân 3 nhân 10101.